Xin chào mọi người nha, hiện tại thì mình đang có mặt tại lớp thực hành phun xăm Epassing chi nhánh Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại thì cô Trang đang có mặt tại lớp thực hành để hướng dẫn các bạn học nâng cao kỹ thuật mới nhé. Đây là kỹ thuật eyebrow dot nha, đây là kỹ thuật hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ quan sát cận cảnh hơn nha. Bắt đầu chúng ta sẽ nhấn những cái đường ombre. Kỹ thuật này làm chỉnh nó rất là dễ, ví dụ mọi người thấy bên nào đấy gầy hơn hay là nhỏ hơn gì đó thì mình chấm thêm rất là dễ, sửa là dễ. Đang live stream vào đúng không chị? Xin chào mọi người nhé. Hiện tại mình đang đào tạo nâng cao cho các học viên ở khu vực Hồ Chí Minh, Học viện Epassing Hồ Chí Minh. Ở đây các bạn học viên học rất là tốt rồi. Và ngày hôm nay mình vào mình chỉ hướng dẫn các bạn những cái công thức mới, những cái kỹ thuật mới để cho mọi người áp dụng, và những cái marketing để giúp cho các chị em sau khi học xong rồi chúng ta sẽ về có những cái cách để các bạn có thể phát triển được cái cơ sở của mình bằng những kỹ thuật mới. Đẹp quá. Cái này nó được gọi là kiến thức bình cũ rượu mới mà mình đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, về cái việc là học viên sau khi học xong ấy, sau khi đi học ấy, mọi người đa phần là những thợ mới, và thực tế một điều là việc các bạn học có chịu khó đến đâu đi chăng nữa thì cái kiến thức khi các bạn học xong ấy, các bạn vẫn là bị non tay, bởi vì là chúng ta chưa có cọ sát nhiều. Cho nên là mình sẽ nghĩ là dù bên học viện sẽ phải tìm kiếm những công thức để giúp cho các học viên mới ra nghề mà các bạn vẫn làm được những cái tác phẩm đẹp giống như các master, mà dễ dàng cho học viên mới ra nghề. Còn đương nhiên những master thì họ làm kỹ thuật nào cũng vẫn có thể ra được những cái hạt đẹp, nhưng mà nhiệm vụ của mình đó là phải tìm hiểu những cái kỹ thuật để cho học viên mới ra làm vẫn làm đẹp được. Đó là những cái điều trăn trở mà mình đã suy nghĩ từ rất lâu. Và cái kỹ thuật eyebrow dot này là cái kiến thức mà mình chia sẻ cho các học viên, và đa phần các bạn đều rất là hào hứng vì các bạn thấy là nó rất là dễ. Đấy, bây giờ mình sẽ lau đi cho mọi người cùng nhìn nhé. Rất là dễ dàng luôn. Thế tuy nhiên chúng ta không có nghĩa là các bạn cứ thế chấm, nó đều có quy tắc chấm nhé mọi người nhá. Có quy tắc chấm, không phải là cứ thế chấm đại ra là nhiều khi là thành như tổ ong đấy. Da bạn này là thuộc tiếp da dầu mụn như các bạn cũng nhìn thấy. Nếu như bình thường những cái da này mà các bạn đưa vào phun ấy thì chắc chắn là nó sẽ đổ dầu và đổ nước mô, và nó sẽ rất là khó bám và rất dễ bị bết. Đấy, nhưng mà với kỹ thuật này thì bất chấp tất cả mọi làn da nhá. Kỹ thuật này và mực elip đó, bất chấp tất cả mọi làn da luôn. Và kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật không bong. Đó, kỹ thuật mày không bong nhá. Bởi vì nó sẽ không bong, nó không có tổn thương. Nó không có tổn thương, thành ra nó sẽ không bong. Đây nha mọi người. Mà làm không hề lâu nhá. Làm xong khách hàng sẽ đẹp luôn sau khi làm. Đẹp luôn sau khi làm, đi chơi được luôn. Nó sẽ chỉ như mình kẻ chì thôi. Đấy, bởi vì da bạn này dầu cho nên mình mới sử dụng bút định hình để chấm. Nhưng tuy nhiên là với kỹ thuật này không phải sử dụng bút định hình nhá. Đấy, mình dạy học viên mình sợ các bạn chấm nó đầu tiên nó cạn quá thì lau đi nó mất, cho nên mình hướng dẫn bút định hình thôi. Còn hầu như kỹ thuật này không phải sử dụng bút định hình. Và đây là mình đi 3 lướt, 3 lớp, chấm 3 lớp và có bắt đầu ombre nhẹ. Đó, bên này là mình chấm 1 lớp này. Da bạn ấy có mụn ở trong lông mày luôn, mọi người cùng nhìn đấy. Đó, những cái hạt chấm ghim xuống và da không một chút nước mô, không một chút máu nào luôn. Cho nên là không có độ tổn thương, sát thương thì không bong. Đó, nó sẽ không bong. Có thể là lúc mà bong ra, lúc ở lớp bong, lớp vẩy tổn thương nhẹ nhẹ ấy, vẩy trắng ấy, thì nó sẽ nhạt hơn một xíu thôi.
nhạt hơn một tông thôi. Vậy cho nên là các bạn phải áng chừng được là khách hàng mong muốn độ đậm như thế nào để chúng ta đi. Đó. Nhìn bên ngoài nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó, một làn da dầu mụn như này nhưng mà chấm không ra một chút xíu nước mô máu nào cả. Đó, nếu như các bạn chấm đúng kỹ thuật. Đó, làm cũng sẽ rất là nhanh luôn và rất là tự nhiên. Và chúng ta có thể quảng cáo những cái công nghệ kỹ thuật đẹp luôn sau làm và gọi là kỹ thuật lông mày không bong. Đó. Đây, những học viên cũ của Evasinh, các bạn quay lại học viện, lên học viện để cập nhật công nghệ nhé mọi người nhé. Và chỉ cần một ngày thôi là mình đã dạy xong được cho mọi người rồi. Cái này chỉ cần học duy nhất trong một ngày thôi, mình sẽ cho các bạn những cái bí kíp để chúng ta chấm. Đấy, bí kíp để chúng ta làm. Và các bạn về sẽ quảng cáo được cái dịch vụ. Ví dụ như chúng ta là sẽ làm dịch vụ full lông mày thì chúng ta sẽ làm rẻ hơn. Nhưng mà dịch vụ công nghệ cao này chúng ta làm đắt hơn. Bởi vì cầu kỳ hơn, tốn thời gian hơn và đẹp hơn, đẹp luôn sau khi làm. Đó. Đấy, cho nên tất cả học viên cũ của Evasinh quay lại học viện cập nhật công nghệ mới hoàn toàn là miễn phí nhé mọi người nhé. Các bạn học ca nào cùng nhau thì chúng ta rủ nhau quay lại học viện học chỉ một ngày duy nhất. Bạn nào mang mẫu thì mang mẫu lên luôn. Học xong là mình cho lên mẫu luôn, thực hành luôn. Đấy, tại vì các bạn toàn là những người thợ học rồi, làm rồi, cho nên làm rất là dễ, rất là nhanh. Đó. Rồi. Lát nữa chúng ta sẽ cùng xem video biến hình nha mọi người nha. Ok, bye bye.